Đậu chúa bao giờ động lần ở trong. Không, cứ thả ngoài này này, cứ thả ngoài này thôi, cứ đẩy cho nó vào. Hello, xin chào mọi người ạ. Mọi người hôm nay anh em đi bắt ong ruồi mà anh em đào ổ là khá là đông quân mọi người ạ. Khá đông quân mà chưa có mật mới. Tổ to hết nhờ. Nhưng mà không gặp mật. Nên nó chưa vào mật đây. Không gặp mật. Quay lại chim. Đây. Ui. Tổ to. Nhiều mật lắm. Khả năng ảnh mấy cầu ấy. 4-5 lít mật. Rồi đây làm gì thì bao giờ ấy. Xong rồi để gỡ anh ngá xuống. À. Đây anh em đào từ trước rồi mà hun khói các thứ đây từ trước rồi. Đây nó vừa nãy là đây được mật đây này. Vừa đào là rơi ra được mọi người. Đang để nó ấy mà gỡ ngé không? Hết keo rồi đúng đấy chưa? Đấy rồi. Có khi vẫn còn trong ấy. Nó còn bên trong ấy. Trong ong. Còn bé. Thử ướm mới thùng cái này vẫn được. Thử ướm mới đồng đặt. Mày không lấy nó được. Thôi được. Này bé này thì bắt được con về mà cả chúa cả ông quân rồi nuôi. Nuôi. Nhìn em có thấy chúa, nhưng mà chúa nó chui chào nó đây mọi người. Vậy thì vẫn chưa tìm được chúa. Tại vì ổ này nó không phải to lắm này. Chúa chắc nó chui lên trên này, nó không chui ra đấy. Nó chui vào bên trong. Chúa này bao giờ nó cũng lặt vào trong. Chưa bắt ổ khoái ngồi kia mình đậu một phát nó đuổi ghê thật. Đốt cho ông chủ nhà đi truyền nước luôn. Đấy là ông đang ở dưới đất ấy, ông không chạy kịp ấy, nó nhanh. Bây giờ là phải dỡ gần ngẽ không cho nó vào bỏ bớt thì mới nhìn được. Chứ con để này làm sao mà nhìn. Bây giờ làm bỏ vào và nó cứ đọng đây đây vào cái thùng ở đây này. Để thùng ở đây cho nó bay vào cái này. Để thùng nó hơi cao. Thùng lại cao quá. Thùng thì anh lại phải xả thêm anh ơi. Không đặt mẹ đây được. Điền thì đấy nó không được. Đưa nó bao giờ nó vẫn phải. Nó ti một phát là nó hăng lắm đấy. Đúng rồi. Này nó ti phát đầu anh phát là quen mùi ấy. Cái xả thêm đi cho nó vừa cái thùng đi đã. À, theo em anh bây giờ anh mất một tí. Nhưng mà sâu lắm. Sâu gì tầm 20-10 phân nữa được. Bằng anh nó bằng lớn tấm này này mới được. Gì không cần nó một tí nữa cho đấy, nó vuông tay anh ạ. Đi cho nó bằng đi. Không cần nó nghiêng lại được. Anh gọi tay em bảo. Nó xả ra. Gì hơn nó có tì đó. Tì đấy. Tì đấy. Nó tì phát là cả đàn nó đuổi đấy. Nó tì là cả đàn đốt đấy. Đốt gì chứ ông mặc này bình thường. Thì nó không đau rồi thôi nhưng mà xả cho nó về ra để. Anh em xả ở kia cái xà beng bên có xà beng kia anh xả tí được cái gì đâu. Vuông đúng rồi. Bằng chỗ nó dễ. Sâu xuống tầm 20 phân nữa là được. Không cần để ra được. Đấy, nó mềm phụp nhanh. Cứ thả tất các bạn ở đây làm từ bao giờ mà không biết nhỉ. Mấy khi ai đã để nó chín thế này nhà cháu mà không cắt khoai lướt đây thì chẳng biết.
có ai tìm. Điều đó cũng đợt này nó cũng ít, nó nắng nó mới đi làm nhiều. Rồi nắng mới đi. Nên là có mấy người để ý đến nó mà. Bởi vì con này nó bé nó bay thì có ai để ý đâu. Sung 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 cơm. Đấy. Trong ngày xưa hay ăn này. Ngày xưa ăn cơm. Nó là đang đặt luôn ở đây được. Cái tầng kia không có, đào sâu nó vào. Đấy. Đấy tầm đấy là được. Sớm nó nắng lên thì nó mới ấy. Nhưng mà giờ gần hết hoa rồi, đã hết hoa rồi, từ gần hoa nhãn. Hoa nhãn rồi cũng hết rồi. Ở đây thì còn có hoa xấu nữa thôi. Ừ, hoa tốt lợn các thứ này. Bên kia, góc bên kia nó rộng, nó bằng thùng, để đấy, cho nó rộng ra thì được rồi, được. Giờ nó sang bên kia nó vừa thùng, nó không vừa. Vừa đây, còn bên này 45 phần thì mà không xả bên này nó lọt được cái thùng này. Mình quay dọc ra để cái cuốc chống một bên thùng mà. Tỏi to phết. Lâu phết đấy. Tỏi lâu ấy. Rồi ở đâu? Bọn kia đi bắt ổ ong ruồi con nào. Đây ổ này to. Lấy cái thùng, lấy cái cuốc này anh chống một đít thùng vào nha. Ổ to chẳng qua nó chưa lắng, chưa có mật thôi. Đấy này, nó bằng bằng tí là nó đây mặn chống đây. Bỏ thùng. Đang đào đang đào đào để bắt nhốt con chúa mọi người. Bắt nhốt con chúa tại vì ổ này chưa mật mấy, tại vì mấy hôm nay trời râm ấy, nó không lắng để mà có mật. Nên là bà phải bắt nhốt rồi kia xong mang về vườn ấy. Mang vườn để nhốt vào để nuôi để. Cho nó đi lấy tự lấy hoa lấy mật tự nuôi sống nó mọi người. Tự làm mật ấy. Chắc là nó cạy cái này thả đây để một tí là nó vào hết mà. Chúa bao giờ nó cũng lặn vào trong. Không, cứ thả ngoài này này, cứ thả ngoài này thôi, cứ đẩy cho nó vào. Kệ nó tự nó về vùng tài của nó. Rất bỏ người ta. Cứ cho tắt nó vào trong, cứ cho tắt nó vào này. Đây, đông quần ghê đấy. Ở trong như có mật đấy, có. Ui đồng thật. Cứ để vào này, nó bớt con chúa này nó hết ra. Còn một tầng đấy. Đấy, có chỗ nhiều chúa nó sẽ ở quân tầng đấy. Đấy. Cho vào đó, cứ xem là đâu có chúa, người thì chúa. Bay mất, ra. Hết chưa? Còn một tầng nữa. Thế thì chúa vẫn tầng đấy. Nếu nuôi không, nó dã phát được. Đấy cái chỗ đông đông thì chỗ chúa đấy anh Nguyễn ơi. Hết chưa? Hết rồi đấy. Đồng quấn. Nghe nó bay vù vù quá. Đây bới đi, bới ra. Có phải lấy đèn không? Ở đây như con chúa đây, đây, đây. Bắt luôn, bắt luôn. Thấy chúa chưa? Nhanh lắm. Cái lẩn vào trong giữa ấy. Bắt được con chúa thả phát là thùng lúc sau rồi. Chúa để vào thùng thì đoạn ong nó sẽ tụ vào thùng. Vâng, đỡ phải ăn. Nôi cái này ra để... Hả? Nó đây để rồi. Bỏ cái lá cái này. Thế vừa chúa bỏ vào đấy chết mẹ mất rồi.
chạy. Nhưng anh làm như hôm nay em với anh với cả Tuấn bắt nó ổ đằng kia đấy. Bây giờ lấy một cái nghẽ không này này để vào đấy rồi cho nó tụ vào cái rồi mình lại nhấc vào. Đấy, đấy để vào trên cái chỗ cứ gạt vào chỗ ấy thế nó tụ vào đấy. Đấy. Lấy cái lưới ấy kìa, lấy lưới chuồn vào chỗ ấy. Xong rồi cầm chui vào. Đưa vào rũ vào trong cái này. Để xem con nhìn thấy chúa thì gọt con chúa nó vào đấy thôi. Con trọng bắt được con chúa rồi, gạt ong thường này mà không có con chúa đấy là cũng sau nó bay hết. Đấy, nhìn mình thấy đấy là nó khó. Nhìn qua cái người đấy là khó nãy con chúa nó ở chỗ này là nó chạy mẹ đâu. Thế thì nhớ cái thùng ra có khi hay là nó lại... Nhìn có khi chúa nó ở trong này này, nhìn trong thùng thì có thấy chúa không? Nhìn ông vô tổ. Cái thùng này làm gì cho bộ nó tổ tổ đó. Con ông chúa ông đực nó giống giống. Cào hết nó vào đấy, trong. Cứ để ở nghe ở đây một tí cho nó bổ đấy. Cứ để ở nghe thấp ở dưới này cho nó đấy này. Đấy, cứ để đấy, xong cái để mô đốt cái nữa ra. Đấy, bới nó ra là khả năng nó sẽ có chủ mốt là nó bới ra, bới lấy tay bới ở trong. Nhìn thấy chúa thì là khẽ đưa cái lửa cái bên những cái chỗ nó tụ này. Bật một cánh. Đó. Thì em nghĩ ở dưới đấy anh nhấc mẹ cái thùng này đi. Trong này nó có cầu à? Không. Không, nó con chúa nó rơi rồi. Cứ bới á, có nghe nó vào đấy. Cứ để cho nghe nó dưới. Đúng rồi, cứ... Đơn một số nó cũng nó tụ. Đúng, nó ở trong nó vẫn tụ trong, nó sợ. Cứ để đấy đoạn ong bay vào. Cứ để đấy rồi. Phải bắt được con chúa đó. Ừ, bắt được con chúa là ngon nhất. Lúc cái nhìn này đau mà. Có khi nó trong thùng rồi. Nhìn trong thùng rồi. Nhắc nổi những cái cầu rồi. Nổi thưa đây làm mình nhìn. Nó trong thùng thì nó còn vào đồ. Kia có khói nó không bay. Nhìn qua cái lưới nó hơi khói. Bỏ mẹ cái lưới. Em bỏ mẹ lưới thì nó mà đốt thì bọn em ngồi đây em cứ trần thì nó sẽ đốt rồi. Nhân. Nhìn mà nó qua cái lưới nó khó nhìn lắm. Bắc cầu cho nó vào, bắc cầu bằng cái sáp đấy cho nó vào. Sợ nó trong này rồi. Không, nhưng mà thấy nó vào đây nhiều lắm. Con được, con tí hết cả nó bọn trong này ra. Ừ, ngay có con nó ở ngay đây nó lủi phát rồi không thấy đâu nữa. Bây giờ gọt nó vào. Bây giờ gọt nó vào. Lấy cái lá này, lấy cái lá này sẽ gọt theo. Đầy hốc đây. Đó hốc của nó chuối chui vậy.
Ở đây con chúa này. Nhặt luôn. Nhặt bỏ luôn. Nhanh lắm, nó bò lần nhanh lắm. Bốc lấy tay bốc vào. Không, bốc là bóp rồi nó chết mẹ. Đấy, chúa con ông đực nhỉ? Đực. Ông đực thì ông chúa thì nó dài chứ. Ông chúa nó dài rồi biết nó nhỏ. Đấy con ông đực. Ông đực là nó đen. Để cái cầu, con để cái cầu nằm ngang để con lấy cái lá kia, con gọt nó như kiểu gọt ấy. Anh tìm ở cái chỗ te như thế này, em thấy tự nhiên bây giờ nó càng ngày càng đông ở góc ấy chứ. Đúng nào, đúng này. Ờ, đấy thôi. Ờ, đúng rồi. Em nghĩ con chúa nó đang ở đống đấy ạ, tự nhiên bây giờ sao nó lại động ở đấy. Chỗ này nhiều lắm, nó chui tất vào cái hốc này, sợ nó ở trong cái hốc này. Em sợ chúa nó chui mẹ vào hốc tí rồi, vì lúc anh vừa nhặt ở đấy đúng không? Ừ. Vừa anh vừa nhìn con chúa ở đấy, em sợ nó chui mẹ hết ở đấy. Bốc luôn vào tạ thể. Bốc bay hết quần, bốc. Không, nó bay, nó lại tụ. Con chúa nó không bay đi, không ở. Chúa nó vẫn chọc, chúa nó không bay đâu. Bây giờ bỏ mẹ cái thùng ra đây. Bỏ mẹ thùng xuống đi anh, miệng này mà tìm chúa. Bỏ thùng ra để gậy thử chỗ này ra. Gậy làm gì? Trong sợ nó chúa. Hốc nó to ở trong ấy. Ở trong vẫn còn sâu đấy anh điện. Đoạn rồi, còn tí thì ngang ấy thôi mà. Gì có gì đâu. Ừ. 10 phần, 2 phần. Đời khả năng nó chui ngã rồi. Đấy, nó ở hốc đấy. Đấy, bây giờ phải gậy bỏ cái đất này ra đi, gậy cái đất bên ngoài. Đấy, đấy. Đào phát rồi, toán loạn hay rồi. Đấy. Khoái rồi. Đấy. Trong cái còn ngã trong. Khoái mặc bộ áo bảo vệ đấy mà vẫn đốt thông găng tay các kiểu. Thông á? Thông. Găng tay này thông bình thường. Tiền này bắt cái này thôi. Ra đi ra đi. Lấy tí nước nhãi bôi rồi. Lấy nước nhãi bôi rồi đấy. Đó, đốt rồi nó hàng. Bộ quần áo đấy nó đốt mẹ đốt thông. Con khoái nó đốt nhiều chứ. Nó đốt nhiều rồi nó thông. Mà cứ kệ mẹ là thế này sẽ đã. Cứ kệ đó cho nó ổn định quân rồi đã, cho chỗ nào tụm tụm đối hiện. Ờ, bắt được con chúa mà vẫn như là trước anh em mình ấy nhỉ. Nhìn con ông đực mày nhìn như chúa. Ông đực đấy là ông đực ngắn mày. Ngắn. Ông chúa nó dài và nó vàng chứ nó không đen. Ông đực là đen. Nhưng tổ này nó cũng to chứ không có mật. Rồi. Mùa này nó không có mật, nó làm đây là nó cũng làm lâu. Nhãn thì nó đầy mật, nhưng mà đây là nó ong này là nó san đàn chúa già nó bay ở dưới Hưng Yên bọn nó nhiều hoa vải hoa nhãn đi nuôi nhiều thật. Mình đây nó nuôi nhiều, mình ít, mình không ăn thua gì cả. Dưới đấy đi, người ta chuyển chủ yếu là nó chuyển đến nó chuyển tận đâu về nhiều lắm, các nơi nó về rồi bởi mình ý. Thôi bỏ mẹ cứ để nó thế, mẹ ăn cơm ạ. Đó, nếu mà chúa mà nó vào trong thùng này là nó sẽ tụ vào thùng mình để này, nó phá rồi là nó sẽ vào. Nhưng mà khả năng là chưa vào, nó đợi tí lắm. Mưa. Mưa đang mưa đây, đang mưa hạt mưa đây. Mưa là phải đậy nó vào chỗ này. Đang hạt mưa đây. Nó có cầu trong nên nó vào. Thôi, đi về ăn cơm đã. Mọi người thì bây giờ chờ
ong chúa vào ấy, chợ bắt ong chúa vào để vào ổ ấy, thì bây giờ ong đang toán loạn ra, thì bây giờ anh em về ăn cơm đã mọi người ạ. Thì chờ một chút nữa thì nó tụ vào để tìm ong chúa để bắt mọi người ấy. Ổ này cũng rất là to, rất là lâu rồi nhưng mà không có mật, nên là chỉ bắt ong chúa về thôi mọi người ạ. Thì Hà cũng xin dừng video ở đây đó, để đi về ăn cơm đã, cũng trưa rồi, rất là muộn rồi mọi người ạ. Xin chào mọi người ạ.